Xin chào tất cả các bạn. Đến với chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương cũng xin chia sẻ đến các bạn những thông tin về chương trình du học tại đất nước Singapore. Thì lựa chọn đi du học tại đất nước Singapore thì chọn trường một trong những lý do khiến cho các bạn băn khoăn. Và vì vậy thì chương trình hôm nay công ty du học Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn những điều kiện nhập học cũng như là học phí khi mà đi du học tại đất nước Singapore tại trường EAC. Và Học viện EAC Singapore là một trong những trường hàng đầu tại đất nước Singapore, được sáng lập bởi những nhà quản trị doanh nghiệp danh tiếng trong khu vực châu Á với mục tiêu là đào tạo nên một đội ngũ các nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc. Và để giúp các bạn có đầy đủ thông tin về các khóa học tại trường EAC thì công ty Tân Đại Dương xin cung cấp cho các bạn những thông tin về điều kiện cũng như là chi phí du học tại trường EAC Singapore này nhé. Thì các chương trình đào tạo tại trường EAC Singapore như sau. Đối với chương trình Anh ngữ thì trường có 4 cấp độ đào tạo và mỗi một cấp độ các bạn sẽ học trong vòng 2 tháng. Thứ hai là chương trình dự bị về quản trị kinh doanh. Thứ ba là chương trình cao đẳng nâng cao với các chuyên ngành như là quản trị kinh doanh, du lịch và khách sạn, tài chính và ngân hàng, marketing và sales. Thứ tư là chương trình cử nhân liên kết các bạn với trường University of Greenwich và trường University of Wolverhampton với các chuyên ngành như là quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh quốc tế, tài chính, du lịch và khách sạn, marketing và sales, cũng như là chương trình quản trị kinh doanh quốc tế. Và tiếp theo đó là chương trình thạc sĩ với các chuyên ngành như là kinh doanh quốc tế, logistics, du lịch khách sạn, quản trị kinh doanh quốc tế. Và điều kiện đăng ký các khóa học này như sau. Đối với chương trình dự bị thì các bạn sinh viên phải hoàn tất chương trình lớp 9 tại Việt Nam với điểm IELTS là 4.5 hoặc là hoàn tất cấp độ 2 chương trình tiếng Anh tại trường EAC. Và sau khi hoàn tất khóa học thì các bạn sẽ được vào học chương trình cao đẳng nâng cao trong vòng 20 tháng. Đối với chương trình cao đẳng thì các bạn sinh viên phải hoàn tất chương trình lớp 12 tại Việt Nam, điểm IELTS là 5.5. Nếu sinh viên chỉ hoàn tất chương trình lớp 9 tại Việt Nam thì phải tham gia khóa học dự bị trước khi vào khóa học chính. Và hoàn tất khóa học này thì sinh viên sẽ được học chuyển tiếp lên chương trình năm cuối đại học tại trường. Và đối với chương trình năm cuối đại học thì điều kiện nhập học thì các bạn sinh viên phải hoàn tất chương trình cao đẳng nâng cao tại trường EAC, điểm IELTS là 6.0. Hoặc là các bạn sinh viên đã hoàn tất năm 3 đại học tại Việt Nam sẽ được xét miễn giảm vào trực tiếp chương trình năm cuối đại học này. Và kết quả xét duyệt này sẽ phụ thuộc vào chương trình học của các bạn sinh viên tại Việt Nam. Điều kiện đối với chương trình thạc sĩ, đối với chương trình liên kết các bạn với trường University of Wolverhampton của Anh Quốc thì yêu cầu các bạn phải tốt nghiệp đại học với 2 năm kinh nghiệm làm việc bắt buộc, điểm IELTS là 6.0 và các bạn phải trên 23 tuổi. Và điều kiện đối với chương trình thạc sĩ liên kết các bạn với trường University of Greenwich thì các bạn chỉ cần tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, không cần kinh nghiệm làm việc và điểm IELTS là 6.5. Và để tìm hiểu thêm về thủ tục nhập học cũng như các giấy tờ cần thiết khi đi du học tại trường EAC Singapore thì các bạn hãy liên hệ với công ty du học Tân Đại Dương theo các địa chỉ sau. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì ở quận Nhất theo địa chỉ là mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, số điện thoại là 0838484879. Và ở quận 5 thì các bạn lên địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 và số điện thoại là 0838382080. Và riêng tại thành phố Nha Trang thì các bạn có thể tới địa chỉ là số 7 đường Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại là 0583514036. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.